Sau đó thì một tháng em đi kiểm tra mặt một lần thôi. Tháng đầu tiên thì em cứ đi như rứa, tuần đi lần. Còn sang tháng thì em chỉ đi tháng em đi lần thôi, cứ đi duy trì miết vậy đó. Chứ còn cơ địa em mụn không thể nào mà hết lần hết luôn, em hiểu không? Cơ địa mình lên mà em thả ra là ăn bị lại như đây. Nếu mà em không, em để vài tháng em không đi nặng á, nó lên lại như đây đó. Với là mình phải bôi, mình phải rửa mặt, mình phải chăm da, vì đó là cơ địa. Xí bông nước muối.
Phải tư là đánh đề đó. Qua giờ thì đó ta đang nói mấy lần không để ra mắt số rồi bác cũng ma đi đó bạn ma đi đó bây thì biết rồi có trời là không ma có tiền đâu hồi nãy thì lờm có đến đây không bao giờ bị đến đây đâu khi lờ đến đây con bị cho bây ra coi có ra bảy tư không nghe vì như mới run rắn là định con chứ điều hôm nay mơ mi mơ rộng răng hả kiểu mi mơ bị bẹt răng thế là mày có điểm nữa kìa rộng răng là cái chi kìa số máy kìa mà đề mua xuất hiện không biết số máy mình chắc đúng tiền trồng lại cái răng thịt mới xuống cái răng lúc lắc cái niêm đang có mặt cái niêm lúc lắc đúng không xương không phải có cái niêm tình lớn mơ răng cũng có niêm răng đang niêm mà cái răng cha cái ảnh nhỏ quá anh chỉ bè ra cái răng thôi cái răng lúc lắc đó ngỡ mơ sơ tào lao thiệt đầu tiên là đánh nắm hái á kiết tổ tiên là đánh chi năm là... hai tiên là năm hai mà tiên bà hỏi không biết chứ bốn là cái gì ba chín rồi em anh ta vậy con rảnh là 32 đó cũng biết cũng biết mà hôm ngày bữa em định một lần nữa em định mới trúng 100.000 là em chỉ phải định em đi chơi em nhờ bạn em vô 15 con rắn đúng không đúng đó đang đưa cho con rắn đó xong ra định 10 gram lên 32 hay ra lắm 32 hay ra lắm hơi nhỏ vậy á xong nhờ bạn nhờ định 10 gram hồi trước ta đánh cũng 32 đó trời ơi vui sợ định 18 luôn vậy đó không thường kinh thiệt ấy chứ gái gung gì lạ phải bởi thiệt cái thằng với con gái gì nữa bởi ấy là đúng rồi đấy cứ vô hậu thì ta thấy con Hiền là giống cái thằng rồi ta thấy con Trang vô hơn cái thằng trong quá mình có hai cái thằng thằng Hiền và thằng Trang nó không Phương thì mày hơn chơi nói gì lạ hả
Đêm đêm quả xếp hang chờ theo đến lượt nhí. Dẻo lo nặng xong chắc lên tăng còn 74 kg.